Thưa quý vị, ngày 31 tháng 1, sau 2 ngày nghị án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 3 án trung thân cho các bị cáo trong vụ án hai băng nhóm hỗn chiến, nổ súng giải quyết tranh chấp đất đai, làm 2 người chết, 6 người bị thương ở Phú Quốc. Cụ thể, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long, 23 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, dùng súng bắn 8 người thương vong, mức án trung thân về tội giết người và tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Long. Bị cáo Nguyễn Văn Thái, 36 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tức Thái Bích, và Bùi Đức Ngọc, 32 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, bị tuyên phạt mức án trung thân về tội giết người. Riêng bị cáo Ngọc còn bị phạm thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Phạm Anh Hiếu, 34 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án trung thân đối với Hiếu. 66 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ mức án treo đến 18 năm tù giam về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây dối trật tự công cộng và che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, ông Ngụy Văn Khiếu, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, bán thửa đất diện tích khoảng 22.000m2 cho Khúc Văn Đoài với giá 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, đoài chi trả 1,1 tỷ đồng, số còn lại không trả nên xảy ra phát sinh tranh chấp, khiếu kiện sau khi mua đất của ông Khiếu đòi phân lô bán nền cho nhiều người xây nhà. Đến khoảng tháng 6 năm 2021, do không đòi được tiền, ông Khiếu nhờ vợ chồng Nguyễn Thị Bích Chi, Nguyễn Văn Tuấn tìm cách giải quyết. Tuấn và Chi giới thiệu ông Khiếu gặp luật sư Đỗ Thị Ánh Hường, ký hợp đồng giải quyết tranh chấp với thủ lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất hoặc tiền khi xong việc. Theo kế hoạch, bà Hương sẽ làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thừa đất cho ông Khiếu để làm cơ sở giải quyết tranh chấp cho nên bắt buộc phải đo đạc xác định vị trí đất. Tới tháng 4 năm 2022, ông Khiếu và chi dẫn người đến thừa đất để đo đạc nhưng bất thành vì bị đoàn cùng một số người khác ngăn cản. Khoảng tháng 6 năm 2022, bà Hương biết Phạm Anh Hiếu là người có quan hệ rộng chuyên làm dịch vụ để được cấp sổ đỏ ở thành phố Phú Quốc nên đến nhờ vả bà hương nói cho hiếu biết thừa đất liên quan đến đoài lúc này hiếu nói thằng đoài tuổi gì Người đỡ đầu cho thằng đoài cũng chưa là cái gì nên bà Hương đồng ý nhờ Hiếu thực hiện việc đo đạc. Sau khi nhận lời, Hiếu liên lạc với Thái Bích nhờ bảo vệ cho việc đo đất. Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Thái dẫn theo 52 đàn em đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp. Khi tới khu đất trên, nhóm của Thái cự cãi, xô sát với nhóm của Nguyễn Văn Trường, 36 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, đã có mặt tại khu đất từ trước. Quá trình xảy ra xô sát, hai người trong nhóm của Thái là Nguyễn Văn Quá, 27 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc và đoàn Thiên Long dẫn đồng bọn truy sát nhóm của Nguyễn Văn Trường. Sau đó Long dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của Trường, hậu quả làm PTH 26 tuổi ngụ tỉnh Nghệ An và NAT 28 tuổi ngụ tỉnh Cà Mau tử vong, còn Trường và 5 người khác cùng nhóm bị thương.